để đón tiếp các em, các cái bảng biểu hướng dẫn, các cái chỉ dẫn chi tiết cho các em, bố trí hội trường lớn bật máy lạnh để cho các em có cái thời gian nghỉ ngơi để lựa chọn cái ngành nghề của mình. Thứ hai là bố trí mỗi một buổi là 23 đến 25 thầy cô ở các ngành, đại diện cho các ngành sẽ tư vấn các em, bố trí đội ngũ sinh viên tình nguyện để hướng dẫn các em làm những công tác thủ tục đăng ký. Và ngoài ra thì cái đội ngũ trong ban tuyển sinh của nhà trường cũng luôn thường trực tại hội trường thầy 45 để đón tiếp các em cũng như là tư vấn cho các em khâu về ngành nghề cũng như là thủ tục đăng ký xét tuyển.